Trước khi giấy vệ sinh xuất hiện, con người đã dùng những thứ thốn đến tận rốn này để lau dọn. Lần đầu tiên giấy vệ sinh ra mắt trước con người là vào thế kỷ thứ 6, chủ yếu ở tầng lớp hoàng tộc Trung Quốc. Thế nhưng phải đến thế kỷ thứ 14, giấy vệ sinh mới bắt đầu phổ biến khắp Trung Quốc với khoảng 10 triệu gói mỗi năm tại tỉnh Chiết Giang. Tuy nhiên, dưới con mắt của người nước ngoài, việc sử dụng giấy vệ sinh của người Trung Quốc lại là một điều kỳ lạ. Một người Hồi giáo đã ca thán khi đến thăm Trung Quốc vào thế kỷ thứ 8 rằng họ không trọng sự sạch sẽ, không rửa nước sau khi đi đại tiện mà chỉ dùng giấy. Vậy nếu không dùng giấy, những người dân trên thế giới đã dùng những thứ gì để lau dọn sau khi đi đại tiện trong suốt hàng trăm năm qua? Người La Mã cổ đại. Kể cả trong các nhà vệ sinh công cộng, người La Mã cổ đại thường rất thích dùng bọt biển được gắn trên một cây gậy để lau chùi. Mỗi lần dùng xong, cây gậy sẽ được ngâm trong nước muối biển hoặc giấm đặc để người kế tiếp cùng dùng. Có nhiều người sử dụng sai cách như dùng nhầm đầu gậy khiến vùng kín nhiễm trùng, thậm chí có thể tử vong. Người Mỹ và các nước châu Mỹ. Không sử dụng gậy, người Mỹ thường sử dụng loại ngô và các loại thực vật như lá cây hoặc sách báo để vệ sinh. Thậm chí trong các nhà vệ sinh của họ còn khoét một lỗ cho những cuốn sách để người dùng dễ lấy ra đọc, đọc xong có thể chùi luôn. Trong một cuốn sách của tác giả người Pháp đã khẳng định, giấy vệ sinh là một thứ vô dụng và tốn kém. Trong khi đó, người Hy Lạp cổ đại lại sử dụng đá hoặc các mảnh đất sét để vệ sinh, nếu không họ sẽ sử dụng vỏ sò hoặc cây dương xỉ. Nhật Bản. Không có giấy vệ sinh, người Nhật thường dùng một công cụ gọi là chugi để lau chùi sau khi hành sự. Chugi có hình dáng như một chiếc gậy nhỏ, có tác dụng làm sạch bất kỳ khu vực họ tiếp cận nào. Chúng được sử dụng phổ biến trong khoảng những năm 710 đến 784. Ấn Độ và một số nước Trung Đông. Ở một số nước này, họ thường xả nước vào tay trái để vệ sinh, sau đó rửa tay kỹ rồi không cầm đồ ăn bằng tay đó trong một thời gian. Đến nay, vẫn có vài gia đình sử dụng phương pháp này để vệ sinh sau khi đại tiện. Còn với những thủy thủ, họ thường chọn cách đơn giản nhất là sử dụng dây neo tàu cũ hoặc nước biển để làm sạch. Còn ở những khu vực lạnh giá quanh năm, người dân sẽ tận dụng luôn nắm tuyết để lau chùi. Vậy từ bao giờ giấy vệ sinh đã phổ biến trên khắp thế giới? Dù xuất hiện sớm tại Trung Quốc, nhưng giấy vệ sinh lại do Mỹ phổ biến. Người có công trong công việc đưa giấy vệ sinh đến với mọi nhà là nhà sáng chế người Mỹ. Vào năm 1857, ông cho ra mắt cuộn giấy vệ sinh đầu tiên tại Mỹ được đóng gói trong các gói giấy phẳng và phải ngâm với lô hội trước khi sử dụng. Đến ngày nay, giấy vệ sinh đã trở thành một vật dụng không thể thiếu trong mỗi gia đình. Một thống kê cho biết, mỗi ngày con người trên toàn cầu sẽ sử dụng khoảng 30.000 cuộn giấy vệ sinh và khoảng 10 triệu bịch mỗi năm. Giấy vệ sinh thông thường sẽ có màu trắng, nhưng ở một số nơi trên thế giới, nó có màu hồng hoặc hồng đào, được tạo độ ẩm hoặc có hương thơm.